Em xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Suzuki Super Carry các bạn nhé. Đây là chiếc xe thuộc dòng xe van, 2 chỗ ngồi và để chở hàng ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đăng ký năm 2017. Hãy đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội đấy ạ, biển 53965, biển Thần Tài, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này là màu trắng, đăng ký 2 chỗ ngồi để chở hàng đấy các bạn này. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang cần một chiếc xe để chở hàng thì cũng rất là đẹp đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2017, lăn bánh được đúng 5.700.000 km các bạn nhé. 5.700.000 này là đồng hồ chuẩn luôn các bạn nhé, không có tua đồng hồ đâu, rất là đẹp này. Nội thất này, ghế da đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị cái hộp số sàn 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn, và thùng cũng rất đẹp này. Đấy, quý bạn xem, mở thùng ra cho quý bạn xem. Những chiếc xe này chở hàng cũng rất là tiện nhá. Đấy, giá thì lại rất là rẻ, chỉ loanh quanh hơn 100 triệu thôi là quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe này để chở hàng. 29D53965 đấy ạ, xe để gọi là xe van. Xe van nhiều người hay còn gọi là su cóc đấy ạ. Đấy, thùng để chở hàng này rất là tiện này. Chiếc xe mới lăn bánh có 5.700.000 thôi, còn rất là đẹp, không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì đâu, đều đẹp lắm luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. 2016 đăng ký 2017 này, lốp còn rất dày. Đấy, lốp trước này còn vừa mới thay cơ các bạn ạ. Đấy, lốp trước mới thay, rất dày đẹp, đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đèn pha này đều rất là mới này. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Suzuki Super Scar 2016 đăng ký năm 2017 biển Hà Nội này, chúng tôi đang bán với giá là 169 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Super Car 2016 đăng ký 2017 biển Hà Nội này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki Super Car này, Super Carry. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.